Cô nằm trên bàn phẫu thuật chuẩn bị cho ca phẫu thuật nối động mạch vành. Người chồng đáng lẽ phải chờ ở cửa lại biến mất không dấu vết. Không ai ký tên và giấy đồng ý phẫu thuật, y tá đã gọi cho số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại. Anh ấy đang bận sửa luận văn tốt nghiệp cho đàn em, nói rằng lúc nào phẫu thuật cũng được, đàn em mà bỏ lỡ tốt nghiệp thì tiền đồ sẽ mất. Chu Hướng Vãn nằm một mình trên bàn phẫu thuật, ký tên vào giấy đồng ý. Sau khi hồi phục, cô đưa ra đơn ly hôn. Anh ấy hoảng hốt, nghe đồn rằng vị giáo sư chính của Lâm Đại vì tìm lại nhẫn cưới mà cô đã vứt bỏ, đã phải vật lộn trong biển suốt 2 ngày 2 đêm, đến mức phát điên. Một phút trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Cố Huỳnh nhận được điện thoại từ Liễu Như Yên. Trong điện thoại, Liễu Như Yên khóc thút thít, nói rằng luận văn tốt nghiệp của cô ấy chưa được duyệt. Cố Huỳnh vô thức liếc nhìn, cô đang nằm trên bàn phẫu thuật, cô nắm chặt tay anh, khẩn thiết lắc đầu với anh. Anh do dự 2 giây, nhưng rồi vẫn buông ngón tay của cô ra. Vãn Vãn, ca phẫu thuật này, dù anh có ở hay không cũng có thể làm. Nhưng luận văn tốt nghiệp liên quan đến tiền đồ của cô ấy. Nếu anh không đi, cô ấy sẽ nghĩ quẩn. Các khớp ngón tay của cô bấu chặt đến phát đau, giọng nói run rẩy cầu xin, đừng đi, ít nhất hãy chờ đến khi ca phẫu thuật của em kết thúc rồi hãy đi. Có được không? Trong buổi nói chuyện trước phẫu thuật ngày hôm qua, bác sĩ chính nói rằng trường hợp của cô cần phải ngừng tim để phẫu thuật, rủi ro rất lớn, sau phẫu thuật còn phải ở ICU 2 ngày, phải có người nhà chăm sóc suốt quá trình. Cố Hoa Kịch cũng đã nghe thấy, lúc này anh ấy lại rất thiếu kiên nhẫn, như thể cô đã đưa ra yêu cầu vô lý gì vậy. Anh đã nói với em rồi, Liễu Như Yên có áp lực rất lớn trong thời gian học tiến sĩ, tâm trạng luôn không ổn định, lỡ như cô ấy nghĩ quẩn, đó là một mạng người đấy, em chịu trách nhiệm nổi không? Chu Hướng Vãn nói với giọng khàn khàn, chẳng lẽ Liễu Như Yên chỉ quen mỗi anh thôi sao? Không thể để bạn bè, thầy cô của cô ấy ở bên cạnh sao? Mặt Cố Hoài càng lúc càng lạnh, anh là đàn anh của cô ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Em đừng có ghen tuông không phân trường hợp như vậy. Cô gần như mất kiểm soát, kéo chặt áo anh. Cố Hoài, hôm nay nếu anh đi, chúng ta sẽ ly hôn. Khuôn mặt anh lạnh lùng, đầy băng giá. Hướng Vãn, bớt lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp anh đi, em đừng ích kỷ như vậy. Nói xong, anh không cho cô có cơ hội nói thêm gì, bước nhanh ra khỏi phòng phẫu thuật. Các bác sĩ và y tá xung quanh cô nhìn nhau. Một lúc lâu sau, một y tá nhỏ giọng phá vỡ sự im lặng. Cô Hướng Vãn, cô còn người nhà khác không? Trước và trong phẫu thuật đều cần người nhà ký tên. Chu Hướng Vãn lắc đầu, tôi không muốn bố mẹ lo lắng, nên đã bảo họ đi tỉnh khác thăm bà ngoại rồi từ lâu rồi. Giờ quay về cũng không kịp, chỉ vì Cố Hoài nói, anh sẽ ở bên em. Cô cố nén cơn chóng mặt do nhịn ăn nhịn uống trước phẫu thuật. Chống cơ thể nửa ngồi dậy, giọng nói run rẩy, cần ký gì thế, để tôi tự làm. Nằm dưới ánh đèn chói lóa của bàn phẫu thuật, cô nhớ lại lần đầu gặp Liễu Như Yên. Hôm đó, cô đến trường tìm Cố Hoài. Khi đến phòng thí nghiệm, anh ấy đang đứng cùng một cô gái trẻ, mái tóc đen mượt ngang vai, da trắng mảnh mai, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, váy trắng liền áo, như mối tình đầu trong mơ của biết bao chàng trai. Cố Hoài nói, đây là nghiên cứu sinh tiến sĩ mới của thầy anh ấy. Ta đàn em của anh. Cô mỉm cười gật đầu chào cô ấy, nhưng Liễu Như Yên lại đứng sau lưng Cố Hoài, ném cho cô ánh mắt khiêu khích. Khi cô và Cố Hoài ăn xong quay lại tòa nhà thí nghiệm, có một đám người đứng ở ngõ hành lang, Liễu Như Yên đứng giữa đám người, nước mắt lưng tròng. Hóa ra, tài liệu thí nghiệm bí mật mà Liễu Như Yên phụ trách bị mất. Cô không nghĩ nhiều, quay lại phòng thí nghiệm lấy túi chuẩn bị rời đi. Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên chỉ vào cô, ngoài chị Hướng Vãn ra, không có ai là người ngoài vào phòng thí nghiệm trong thời gian này cả. Chu Hướng Vãn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt độc ác thoáng qua trong mắt cô ấy. Mọi người đều nhìn về phía cô, bảo vệ nghe lời của Liễu Như Yên, tiến đến, nói muốn lục túi cô. Cô không có lý do để từ chối. Quả nhiên, bảo vệ tìm thấy những tài liệu đó trong ngăn túi của cô. Liễu Như Yên cắn chặt môi dưới, mắt đỏ hoe, chị Hướng Vãn, em đã làm gì đắc tội với chị sao? Tại sao chị lại làm vậy với em? Những người bảo vệ cô ấy đồng thanh, chị dâu, những tài liệu này không chỉ rất quan trọng đối với Liễu Như Yên, mà còn liên quan đến bí mật quốc gia. Lấy trộm cái này là phạm pháp đấy. Dưới tòa nhà thí nghiệm ngày càng nhiều người tụ tập, không ít người nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ và cảnh giác. Cô nghe thấy họ bàn tán, sao năm đó giáo sư Cố lại chọn cô ấy nhỉ? Nghe nói cô này dính lấy giáo sư Cố suốt 10 năm, ép anh ấy cưới. Cố Hoài đứng ngay bên cạnh cô, nghe những lời bàn tán khó nghe đó, không nói một lời nào bảo vệ cô. Chu Hướng Vãn nhắm mắt lại, nén cơn chua xót trong mũi. Không phải tôi không đụng vào tài liệu thí nghiệm gì cả. Cố Hoài luôn ở với tôi, anh ấy có thể làm chứng. Cố Hoài không nói gì. Cô kéo tay áo anh, lúc này anh ấy như người ngoài cuộc, nhẹ nhàng nói, tôi có vào nhà vệ sinh giữa chừng, không ở cùng cô ấy suốt hành trình. Cô không tin nổi nắm lấy cánh tay anh, ý anh là gì? Liễu Như Yên tỏ vẻ chịu đựng, nhẹ nhàng nói, chị Hướng Vãn, chị đừng làm khó đàn anh nữa, anh ấy là người thật thà, không biết nói dối. Thôi, bỏ đi, dù sao thì camera của phòng thí nghiệm cũng hỏng rồi. Chị kiên quyết nói, không phải chị lấy thì cứ xem như không phải đi. Cơn giận của cô bùng lên, cái gì mà xem như không phải, lấy trộm cái này là phạm pháp đúng không? Tốt, bây giờ chúng ta gọi cảnh sát đến, xem rốt cuộc ai là người lấy trộm. Hướng Vãn, Cố Hoài quát nhẹ, em còn muốn làm lớn chuyện gia đình này sao? Xin lỗi Liễu Như Yên ngay đi, chuyện này coi như xong. Cô ngây ngẩn nhìn anh, xin lỗi, anh cũng nghĩ là em sao? Khuôn mặt tuấn tú của anh lướt qua một tia lạnh lùng. Tài liệu ở trong túi em. Chu Hướng Vãn sững sờ, như bị một thùng nước lạnh tạt vào đầu. Khi anh không chút do dự chọn cách tin tưởng Liễu Như Yên mà không phải cô, cô bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt quá xa lạ. Bây giờ nghĩ lại, từ lúc đó trái tim Cố Hoài đã chọn giữa cô và Liễu Như Yên rồi.
Phẫu thuật khá suôn sẻ, sau 2 đêm không ngủ vì đau đớn, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cố Hoa Việc vẫn không xuất hiện, chỉ gửi một tin nhắn hỏi, phẫu thuật có thành công không? Cô yếu đến mức không còn sức để giận nữa. Phòng chăm sóc đặc biệt là phòng 3 người, chỉ có cô là không có người nhà chăm sóc. Nửa đêm, Chu Hướng Vãn dậy đi vệ sinh, y tá ngủ như lợn xiết, ết trên giường. Cô phải một tay cầm chai truyền dịch, một tay kéo quần. Tự vào phòng vệ sinh, khi đứng dậy từ bồn cầu, cô đột nhiên chóng mặt, ngã xuống đất, vết thương va vào nền nhà lạnh lẽo cứng rắn. Nỗi hoảng sợ và đau đớn bất ngờ làm cô gần như không thở nổi. Nằm trên đất một lúc lâu, cô mới dần dần hồi phục, vết thương vẫn đau nhói. Cô bám vào bồn cầu, cắn chặt răng, khó khăn đứng dậy, nhớ lại lời bác sĩ nói. Bệnh nhân nằm giường này trước cô 2 ngày, đã không qua khỏi vì biến chứng sau phẫu thuật. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, do dự mãi, cuối cùng cô vẫn quyết định không có tiền đồ mà gửi tin nhắn cho Cố Hoài. Bác sĩ nói, sau phẫu thuật nối ghép, rủi ro rất lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, không có người thân chăm sóc sẽ rất nguy hiểm, anh có thể đến ở bên em không? Cố Hoài không trả lời, suốt đêm đó, cô trằn trọc khó ngủ, cứ mỗi vài phút, cô lại không kìm được mà dậy xem điện thoại, tin nhắn của anh, đến trưa hôm sau anh mới chậm chạp đến, anh không thể đến được. Tâm trạng của Liễu Như Yên rất tệ, có khuynh hướng tự sát, anh phải ở bên cô ấy, để tránh cô ấy gặp nguy hiểm. Em thuê một y tá đi. Cô ngẩn ngơ nhìn ba câu này, trước mắt hiện lên khuôn mặt hơi thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng của Cố Hoài. Cô đưa tay che mắt, trên mu bàn tay lạnh lẽo, ướt đẫm một mảng. Cô lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi. Buổi trưa, y tá xin phép nghỉ 2 tiếng. Chu Hướng Vãn kéo theo chai truyền dịch, tự đi đến căng tin bệnh viện mua cơm. Không ngờ gặp Lâm Diệp đến thăm thầy cô. Dưới tòa nhà bệnh viện, gia đình Lâm Diệp và nhà họ Chu là 2 nhà có quan hệ thân thiết. Cô và Lâm Diệp cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng bọn họ không quá thân. Từ nhỏ Lâm Diệp đã khác biệt với những người con nhà giàu như bọn cô. Khi bọn họ bận đi dạo phố, cắm trại, hâm mộ siêu sao, tổ chức tiệc tùng, Lâm Diệp luôn lạnh lùng ngồi đọc sách một mình. Anh ấy chín chắn từ nhỏ, tính cách lạnh lùng hoàn toàn khác với cô khi còn nhỏ. Nhiều người nói anh ấy lạnh lùng khó gần, cô lại thấy anh ấy chỉ quá ổn định về cảm xúc, khiến người khác cảm thấy xa cách. Thực ra con người anh ấy tốt. Hồi nhỏ cô đánh nhau ở trường, anh ấy luôn bảo vệ cô. Lên cấp 3, cô học toán không giỏi, Lâm Diệp mỗi ngày đều ngồi bên cạnh cô trong giờ tự học buổi tối, giảng toán cho cô 1 tiếng đồng hồ. Lên đại học, cô có tính cách nổi loạn khiến bạn cùng phòng khó chịu, họ bôi nhọ cô trên mạng. Cũng là Lâm Diệp lặng lẽ thu thập chứng cứ, đưa cô đi báo cảnh sát, khiến bạn cùng phòng không dám làm bậy nữa. Trước đây bạn thân từng ghép đôi cô và Lâm Diệp, nhưng khi Cố Hoài xuất hiện, cô lao đầu vào mối quan hệ với anh ấy. Sau đó Lâm Diệp cũng ra nước ngoài du học, liên lạc giữa họ dần ít đi. Nghe nói anh ấy học tiến sĩ ở nước ngoài, chuyên ngành giống Cố Hoài. Nhiều năm không gặp, Lâm Diệp đã trưởng thành hơn, thêm phần nội liễm và cao quý âm trầm. Trước đây trong mắt cô chỉ có Cố Hoài, không để ý đến những chàng trai khác xung quanh. Hôm nay cô mới nhận ra, thực ra Lâm Diệp rất đẹp trai, thân hình cao lớn, da trắng màu lạnh, mày mắt thanh tú, dưới hàng mi đen nhánh là đôi mắt sâu thẳm, người qua đường đều không kìm được mà nhìn anh thêm vài lần. Cô định giả vờ không thấy anh và tránh đi, nhưng lại bị anh giơ tay chặn lại. Hướng Vãn, sao em lại ở đây? Không còn cách nào khác, cô đành giải thích nguyên nhân. Lâm Diệp không nói lời nào, đưa cô trở về phòng bệnh nằm, rồi đi mua cơm cho cô. Phẫu thuật mới 3 ngày đã dám tự đi ăn, em thật sự không sợ siết ết đúng không? Chu Hướng Vãn không nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Lâm Diệp nhìn ra sự bất thường của cô, nhíu mày hỏi, Cố Hoài đâu? Cô ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay vô danh. Em muốn ly hôn với anh ấy. Đến ngày thứ tư cô nằm viện, Cố Hoài mới xuất hiện. Anh nói tâm trạng của Liễu Như Yên khá lên một chút. Anh lập tức đến thăm em. Em thấy không, không có anh, phẫu thuật của em cũng rất suôn sẻ mà. Cô lặng lẽ nhìn anh, khi cô nằm trên bàn phẫu thuật, sống siết ết không rõ. Khi cô trong ICU toàn thân cắm đầy ống, đau đớn đến mức không muốn sống nữa, chồng cô đang toàn tâm toàn ý ở bên một người phụ nữ khác. Thật nực cười, nhưng cô chỉ mỉm cười gật đầu. Anh làm đúng rồi, cô ấy như vậy, em cũng không yên tâm. Cố Hoài dường như không ngờ cô lại hiểu chuyện như vậy. Anh vuốt tóc cô cưng chiều. Anh biết mà, Vãn Vãn của anh luôn tốt bụng nhất. Cô không biểu hiện gì, né đầu tránh đi. Đúng lúc y tá đến thay thuốc cho giường bên, yêu cầu người thân khác giới ra ngoài. Cô mượn cớ điện thoại hết pin, mượn điện thoại của Cố Hoài, nói rằng muốn gọi cho mẹ. Cố Hoài không nghi ngờ gì, đưa điện thoại cho cô, rồi tự mình rời khỏi phòng bệnh. Cô mở WeChat của anh, tìm cuộc trò chuyện với Liễu Như Yên. Anh biết cô tin tưởng anh, chưa bao giờ kiểm tra WeChat của anh, nên cũng không có thói quen xóa lịch sử trò chuyện. Cô kéo lên đến đầu cuộc trò chuyện, mở chức năng ghi màn hình, rồi kéo xuống, từ những lời nói lịch sự ban đầu giữa đàn anh và đàn em, đến chia sẻ cuộc sống hàng ngày, rồi đến những biểu tượng trái tim và ôm nhau, qua chuyển khoản, phần lớn là do Liễu Như Yên chủ động, nhưng Cố Hoài cũng không từ chối. Từ lịch sử trò chuyện, cô mới biết, vì để Liễu Như Yên ở lại trường giảng dạy, Cố Hoài đã dành hết tâm huyết nhiều năm của mình để tặng cô ấy một bài báo đầu tay trên tạp chí Cell. Cell là một trong 3 tạp chí hàng đầu, chỉ cần có một bài viết trên đó, việc lấy được chức giáo sư ở các trường hàng đầu như Thanh Bắc không thành vấn đề. Với trình độ học thuật của Liễu Như Yên, không có bài viết này, cô ấy tốt nghiệp cũng khó. Cô đột nhiên nhớ lại, 2 năm trước, công ty của cô từng bị đối thủ bôi nhọ với những cáo buộc không có căn cứ, nhưng vì đối phương mời một chuyên gia nổi tiếng công khai nghi vấn, nhiều khách hàng không biết sự thật đã tin tưởng. Cô nhờ Cố Hoài giúp, hy vọng mượn danh tiếng của anh trong giới học thuật
giúp cô làm rõ, nhưng anh từ chối, anh nói, anh không muốn lẫn lộn tình cảm cá nhân trong công việc. Cô hiểu, cũng không nói gì thêm, cắn răng đến cùng, tự mình vượt qua khủng hoảng. Nhưng bài viết này, Liễu Như Yên chỉ đóng góp được 10%, nhưng lại được đứng tên đầu tiên, nói không có tình cảm cá nhân của Cố Hoài, có quỷ cũng không tin. Trong cuộc trò chuyện, Liễu Như Yên kêu nghèo kể khổ, để có được bài viết đứng tên đầu tiên trên tạp chí hàng đầu. Làm cho 10 năm hiểu biết và cống hiến của cô, giống như một trò cười, thật sự, chẳng có ý nghĩa gì nữa, cô không có biểu hiện gì, gửi đoạn trò chuyện đã ghi hình và các giao dịch chuyển khoản. Cho luật sư, ngày xuất viện đó, cô đưa đơn ly hôn ra trước mặt Cố Hoài, mấy ngày này em sẽ ở khách sạn, anh thu dọn đồ đạc, ký xong thỏa thuận rồi đi đi. Cố Hoài sững sờ, anh ngừng lại, không nhận đơn ly hôn kia, đi đến ôm vai cô, Vãn Vãn, em giận rồi sao? Cô lạnh lùng đẩy anh ra, tay Cố Hoài đưa ra lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt dần biến mất, điều này chưa từng xảy ra. Trước đây, bất kể bọn họ có cãi nhau thế nào, chỉ cần Cố Hoài nhường nhịn vài câu, ôm mô một cái, cô sẽ tha thứ cho anh. Anh đã quen với sự nhường nhịn và không rời đi của cô. Cô nghĩ, đó cũng là lý do ngày hôm đó, anh nghe rõ lời cô nói, nhưng vẫn chọn ở bên Liễu Như Yên. Những lần tha thứ và nhường nhịn liên tiếp, khiến anh nghĩ rằng cô sẽ luôn đứng nguyên tại chỗ, chờ anh quay lại, nhưng anh không biết, khi mỗi lần anh chọn Liễu Như Yên thay vì cô, tình yêu của cô đã dần dần bị tiêu tan gần như không còn. Nghĩ đến Lâm Diệp còn đang đợi dưới lầu, cô quay người muốn đi, nhưng Cố Hoài giữ chặt tay cô lại. Khuôn mặt thanh tú lộ vẻ tức giận, chỉ vì anh không ở bên em làm phẫu thuật, em đã muốn ly hôn với anh sao? Không phải phẫu thuật rất thành công à? Không có anh, em vẫn hồi phục rất tốt mà, em không cảm thấy mình đang làm chuyện bé xé ra to hả? Cô lách qua hắn, gàn từng chữ một, em đã từng nói với anh, nếu anh rời đi, chúng ta sẽ ly hôn, là do anh đồng ý. Cố Hồi cau mày, lúc đó Liễu Như Yên như vậy, anh không thể không đi cho được. Hướng Vãn, tính mạng con người là quan trọng nhất, em đừng có làm quá lên. Lúc này, điện thoại của anh reo lên, trên màn hình hiện tên Liễu Như Yên, anh không muốn buông tay cô. Muốn nghe điện thoại, nhất thời có chút lúng túng luống cuống tay chân. Cô có chút buồn cười, thúc anh bấm nút nghe. Trong điện thoại, giọng nói của cô gái run rẩy. Anh à, anh ở bên em mấy ngày rồi, chị Hướng Vãn có giận anh không? Cố Hoài nhanh chóng liếc nhìn cô, trấn an cô ấy. Không có, em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Giọng Liễu Như Yên nghe có chút thất vọng. Vậy là tốt rồi, em biết chị Hướng Vãn có tính tình không tốt, em rất lo chị ấy sẽ vì em mà lại giận anh. Cô không thể nghe nổi nữa, lấy điện thoại từ tay anh, mở loa ngoài ra. Liễu Như Yên, tôi và Cố Hoài sẽ ly hôn, cô không cần phải vòng vo như vậy nữa. Mặt Cố Hoài biến sắc, muốn lấy lại điện thoại nhưng bị cô đẩy ra. Giọng Liễu Như Yên hoảng loạn nhưng giấu không nổi sự vui mừng. Ly hôn sao lại thế chứ? Chị Hướng Vãn, có phải chị đã hiểu lầm gì không? Giữa em và đàn anh rất trong sạch, tôi cũng tin đó. Với hiểu biết của tôi về Cố Hoài, anh ấy có thể hưởng thụ sự ngưỡng mộ và tình cảm của cô, nhưng sẽ không để nó vượt qua ranh giới để người khác có cơ hội đàm tiếu. Nhưng những chuyện đó giờ tôi không quan tâm, các người có trong sạch hay không không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết, những món quà và khoản chuyển tiền mà Cố Hoài tặng cô, tôi tính sơ sơ khoảng 10 vạn, mong cô hoàn trả lại bằng tiền mặt cho tôi. Liễu Như Yên rõ ràng có chút trở tay không kịp, đó là những thứ mà đàn anh tặng riêng cho em, chị không có quyền đòi lại. Cô cười, học chút pháp luật đi em gái, đó là tài sản chung của vợ chồng, tôi có quyền đòi lại. Nếu cô không trả, tôi chỉ có thể trừ từ phần tài sản chung của Cố Hoài. Tôi biết cô thật lòng yêu Cố Hoài, chắc chắn không nỡ để anh ấy ra đi tay trắng, đúng không nào? Liễu Như Yên không nói gì. Cố Hoài đã từng nói với cô, Liễu Như Yên cũng giống anh, xuất thân nghèo khó, có lẽ vì thấy hình ảnh của mình trong cô ấy, Cố Hoài luôn giúp đỡ và chăm sóc đặc biệt cho cô ấy. Những đề tài hay, anh cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên, những điều đó cô đều biết và chưa bao giờ nói gì. Một cô gái từ nông thôn học đến tiến sĩ 965 không dễ dàng gì. Cô thực sự mong cô ấy có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng cô không ngờ, cô ấy không tập trung nâng cao trình độ học thuật mà lại dựa vào đàn ông. Dựa vào đàn ông cũng không sao, nhưng người mà cô ấy dựa vào lại là đàn ông đã có vợ, người muốn đi đường tắt, cuối cùng sẽ bị đường tắt phản bội. Cố Hoài căng chặt hàm, em cũng không thiếu chút tiền đó, đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ngước lên nhìn anh, cười nhẹ, đúng vậy, anh không nói sai, em không thiếu tiền, nhưng anh thiếu đó. Những năm qua, tiền ăn ở của anh, tiền thưởng, lương bổng của anh cộng lại còn chưa đủ trả nợ chi phí thí nghiệm cho em, lấy tiền của em đi cưa cẩm cô gái nhà người ta, lại không cho em đòi lại tài sản đã bị anh chuyển đi. Anh lấy đâu ra mặt dày như vậy? Lúc anh học tiến sĩ, anh nghèo rớt mồng tơi, không có kinh phí, không có hậu thuẫn, thầy hướng dẫn cũng không tử tế. Cô đã mua cho em một công ty dịch vụ công nghệ sinh học, cung cấp dịch vụ thí nghiệm miễn phí cho anh mới có thể tốt nghiệp, đạt được thành công như hôm nay. Anh tự cho mình cao thượng, viết giấy nợ cho cô, nói rằng mình sẽ trả lại chi phí thí nghiệm, sau đó họ kết hôn, những giấy nợ đó cũng không còn nhắc đến. Cô không để ý đến anh nữa, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cô không muốn trả lại sao? Không phải cô chỉ vì tiền và bài viết đứng đầu tạp chí hàng đầu mới tiếp cận Cố Hoài đấy chứ? Liễu Như Yên chưa kịp nói gì, Cố Hoài đã giật lấy điện thoại, tắt máy. Anh nói với giọng giận dữ, Hướng Vãn, em đủ rồi đó. Liễu Như Yên rất đơn thuần, cô ấy không phải là người như em nghĩ đâu. Cô lạnh lùng nhìn anh tự tin như vậy, sao không dám nghe câu trả lời của cô ấy? Cố Hoài quay mặt đi, tránh câu trả lời. Anh và Liễu Như Yên là quan hệ đàn anh đàn em trong sáng, giữa bọn anh rất trong sạch, em không cần phải ác ý như vậy với cô ấy. Anh ở bên cô ấy mấy ngày qua,
cũng chỉ để ổn định tâm trạng của cô ấy. Em biết mà, cô ấy lại là dáng vẻ đó. Cô cười lạnh một tiếng, mở điện thoại cho anh xem những tin nhắn Liễu Như Yên gửi cho cô bằng tài khoản phụ. Chị Hướng Vãn, đàn anh đối xử với em tốt như vậy, chị không ghen chứ? Chị Hướng Vãn, chị không có ai chăm sóc thật đáng thương, nhưng có vẻ như đàn anh quan tâm em hơn thì phải. Cố giữ một cuộc hôn nhân không có tình yêu có ý nghĩa gì không? Tất cả đều là giọng điệu kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, không hề có dấu hiệu trầm cảm nào. Cố Hồi sững sờ nhìn lịch sử trò chuyện một lúc lâu mới lúng túng nói, đây không phải tài khoản WeChat của cô ấy, có thể là của người khác.